Ui giời. Cầm đấy, ok. Đi ra, đi ra, đi ra. Căng thì em tung lên nhá. Ok nhá. Chú biết con diều của ai kìa? Một, hai, ba. Ôi, 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 bắt bắt lại. Ai à? Ai à? Ai à? Không kéo lại nhau. Ai à? Ai à? Ai à? Ai à? Kéo lại. Ôi. Ôi, dã man này, kéo quá kinh khủng luôn anh em ạ. Ôi, nặng lắm. Mình phải ghim đây, mình giữ tạm đây, không làm cách nào mà kéo được. Quá nặng kinh khủng luôn. Quá, thì bác có nước ngoài. Cho cháu một. Bác kéo giờ đi, bác kéo giờ đi. Ôi trời ơi. Cẩn thận nó phát nha. Nhìn rồi nó về anh em ạ. Rồi nó về kìa. Ai. Lặng lắm anh ạ. Phát lên đây nó nhào này không giữ được. Hả? Nặng lắm. Hả? À? Cái gì? Mà kéo căng lắm đúng không ạ? Ai vậy là tí kéo bay anh đi. Dã man thật. Vậy tí kéo đi, anh không cắn dưới nó kéo anh đi mất. Đây. Cầm ấy. Em còn mình đâu. À bỏ tay ra, bỏ tay ra. Thôi bỏ tay ra. Phát bỏ tay ra. Phát bỏ tay ra, phát đi. Tung bỏ tay ra. Mình đang phải. Anh kéo rồi kìa. Đúng rồi. Phát bỏ ra. Không kéo như không. Bắt cháu. Chờ một cái hơi kìa. Giờ về mua nước nha. Tí nữa. Luôn. Ờ. Từ. Ai, ôi xin tạm dừng video anh em nhé. Bây giờ chiều mình đã lên nhá, khá căng căng lắm luôn. Con 38 này mình mới độ lại khung cho nó cứng này. Thế này anh em nhá, giờ hẹn gặp anh em video tiếp theo nhá. Quá khủng luôn, con này hôm nay quá khủng luôn. Con này thật là dữ. Ok anh em nhá, mình đã hại giờ xuống rồi, nó đâm đầu xuống, quá tuyệt vời luôn. Cảm ơn anh em xem video của mình nhá, hẹn anh em ở những video tiếp theo nhá. Đấy, ok này, hôm nay thế này này ổn rồi anh em nhá. Sợ thật. Này kéo căng dã man rồi, mình mới
độ lại cái phần này cho nó cứng lên là hứng gió tốt hơn này anh em này. Chỗ này cũng thế này, chỗ này cũng thế này, độ lại 4 ngày này này, hứng gió quá tuyệt vời luôn.